Xin chào quý vị và các bạn, hiện tại thì Diễn vừa bàn giao và đặt xong cho anh Quế có địa chỉ tại xã Nam Biển, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, một cái bộ tủ bếp nhôm nội thất. Và sản phẩm này thì về các bạn, đầu tiên thì Diễn đến khảo sát thì tất cả hệ thống cái bàn đá ở bên dưới thì anh đã xây và đổ bê tông từ trước rồi. Sau khi mà công ty Diễn đến đo đạc khảo sát thì Diễn tư vấn cho anh Quế là sẽ đập bỏ hết tất cả những cái phần xây bê tông ở bên dưới đi, để mục đích chúng ta lắp tủ vào, nó sẽ đảm bảo cho chúng ta sử dụng về lâu về dài, nó gọn gàng sạch sẽ, lau chùi vệ sinh rất là đơn giản dễ dàng. Và sau đây thì Diễn sẽ đi sâu vào chi tiết để giới thiệu cho quý chị và các bạn cái công năng sử dụng cái bộ tủ bếp nội thất. Và hiện tại thì phía bên tay phải của quý vị là Diễn có thiết kế là một cái tủ rượu, quý vị nhá. Tủ rượu thì phần bên trên này thì mình sẽ thiết kế là sử dụng kính màu trắng trong, và bên dưới này thì Diễn thiết kế cái chiều cao của phần bên dưới nó sẽ bằng cái mặt đá. Và bên trong này chúng ta có thể là rất là đủ, tất cả bên trong này thì rất là đủ. Phía bên trên này thì Diễn thiết kế là có hai tầng để chúng ta để những cái ly cốc hoặc là những cái bình rượu ở trong này để rất là thoải mái. Ở phía bên cạnh này thì Diễn có thiết kế là có một cái ngăn kéo ở bên dưới này, quý vị nhé. Đây là cái ngăn kéo để chúng ta để những cái đồ khô ở trong này. Ngăn kéo thì hiện tại là Diễn đang sử dụng là toàn bộ là cái ngăn kéo là sử dụng cái dây giảm sấn. Khi mà chúng ta đẩy vào thì nó sẽ tự nó kéo vào, quý vị nhé. Dây giảm chấn nó sẽ khác so với các cái dây thông thường, mà dây thông thường chúng ta sẽ phải đẩy vào hết này nó mới chạy được vào hết. Nhưng mà cái dây giảm chấn thì chúng ta dùng xong chúng ta sẽ đẩy này, đó, nó tự nó kéo vào. Đó là những cái phụ kiện bếp Diễn lắp cho anh Quế, là toàn bộ là đều là sử dụng là cái phụ kiện thông minh, quý vị nhé. Bên trong này thì chúng ta có thể rất là nhiều đồ bên trong này. Ngoài ra bên phía bên cạnh này thì Diễn có thiết kế là có cái ngăn kéo để xong nồi ở đây. Mời quý vị có thể xem là cái ngăn kéo xong nồi đây. Ngăn kéo xong nồi thì Diễn đang sử dụng là ngăn kéo thông minh. Đó. Nó cũng sẽ tự kéo vào. Đấy, chúng ta để được rất nhiều những cái xong nồi bên trong này. Đó. Bên cạnh này thì Diễn thiết kế là một cái ngăn kéo để dao thớt. Ngăn kéo chúng ta để được cái dao thớt ở bên trong này, rất là nhiều dao ở trong này. Đó, và thậm chí chúng ta cũng có thể để được những cái vung nhỏ ở đây, cái nắp vung ở đây. Và bên trong này thì có một cái khay, cái khay để chúng ta để những cái đũa chúng ta ăn hàng ngày. Đó, dây giảm chấn rất là thông minh. Ở bên dưới này thì Diễn thiết kế này cho anh những cái nan trang trí như thế này, để là mục đích ở phần bên dưới chúng ta sử dụng, tránh cái tình trạng là bên dưới nếu mà nó kín quá thì chúng ta sử dụng chúng ta mở cái cửa ra nó rất là mùi, quý vị ạ. Thông thường là những cái bếp phần bên dưới này nếu mà chúng ta không thiết kế nó thông thoáng được như này thì nó sẽ rất là mùi. Đó là những cái công năng mà Diễn đang thiết kế. Và cái bên cạnh này thì Diễn cũng có thiết kế là cái ngăn kéo để chúng ta để những cái chai lọ mắm muối hoặc là đồ khô ở bên trong này. Đó, rất là gọn gàng và ngăn nắp. Phía bên trên này thì Diễn thiết kế là nó sẽ phù hợp với cái những cái bố trí như cái bếp thì nó sẽ chiếu thẳng lên là cái bếp nồi, và cái chậu rửa bên trên, cái chậu rửa sẽ là cái vị trí để úp cái bát đĩa. Đó, và hiện tại Diễn đang là lắp chọn gói cho anh là có cả hút mùi đây, quý vị nhá. Hút mùi thì Diễn đang lắp cái ngoài hút mùi công suất nó rất là mạnh. Thông thường ở ngoài thị trường những cái hút mùi anh chị mua ấy, thì nếu mà chúng ta bật cái hút mùi lên thì nếu mà chúng ta để cái tờ giấy này lên, chúng ta để cái tờ giấy mà nó không hút thì chứng tỏ là cái hút mùi cái công suất nó yếu. Và Diễn cũng đã từng đi rất là nhiều cái công trình khác nhau, nhưng mà phần đa khách hàng sử dụng những cái loại hút mùi thông thường trên thị trường ấy, nó chỉ mang tính chất là đẹp thôi. Đấy, nó chỉ có những cái tính xăng như thế này thì nó sẽ chỉ mang tính chất đẹp thôi, bởi vì là nó là thực tế. Nếu các quý vị đang sử dụng, chúng ta có thể là kiểm tra luôn là cái hút mùi của chúng ta có hút hay không, mà bởi vì là Diễn cũng đã lắp rất là nhiều cái rồi, nhưng mà cái này nó là cái vấn đề thực tế, quý vị nhá. Đây, và khi mà Diễn bật nó lên ấy, thì Diễn để đây nó sẽ hút lên này.
rất mạnh của mình đó. Đấy, nó sẽ hút, nó giữ được cái tờ giấy lên thì chắc chắn là cái hút mùi nó sẽ hút rất mạnh. Và bình thường nếu mà chúng ta để cái tờ giấy nó mỏng như thế này mà nó không hút lên được thì chắc chắn là cái hút mùi đó nó sẽ không có hút được cái hút lên được. Nó sẽ có ba cái công suất là từ nhỏ đến lớn. Đó là những cái công năng sử dụng mà khi mà sẽ thiết kế cho những anh chị khách hàng. Đó, và đặc biệt là chúng ta sử dụng cái chậu rửa ở đây mà chúng ta cướp những cái, chúng ta xỏ những cái khay rau phớt ở phía bên tay phải này thì nó cũng rất là cột tay và cột mắt miệng. Đó. Cái cửa chúng ta mở lật lên, nó mở lật lên mà cái những cái phần mà cái giá để bác đi ở đây thì toàn bộ là những cái sản phẩm giá cố định nào thì công ty diễn là đặt riêng gia công ở ngoài thị trường chứ không phải là mua sẵn ở ngoài chợ, bởi vì là tất cả những cái sản phẩm bên công ty diễn đều sử dụng là inox 304, không hàn gì trong thời gian. Và những cái thanh này quý vị có thể thấy là những cái thanh này nó rất là dày dặn, không như cái thanh những cái tủ bếp thông thường ngày trước chúng ta hay mua trực tiếp ở ngoài chợ hoặc bán sẵn thì cái giá thành nó rẻ và nó là những cái khay inox rất là mỏng và không được chắc chắn bằng cái sai khay hiện tại dưới này người ta thi công. Tủ bên trên này thì bên trong cái phần bên trong này thì công ty diễn đang thiết kế sẽ có thêm một tầng đường quý vị nhé. Tầng đường thì chúng ta để rất là nhiều đồ và tất cả những cái bản lề đều sử dụng là cái bản lề hơi sẵn sẵn rồi. Vị trí này là vị trí cái tủ lạnh. Tủ lạnh thông thường với những cái tủ lạnh mà có hai cánh cửa như thế này thì tất cả những kích thước của nó chiều ngang này hiện tại nó sẽ đang để của mình là 1m1 quý vị nhé, và chiều cao của nó là 1m85 ở sáng. Ôm cái tủ là chúng ta làm thiết kế nó ôm chọn cả tủ lạnh và tủ rượu lên tổng thể thì nó rất là đẹp quý vị. Đó là có kết hợp ở phần giữa này. Giữa này hiện tại diễn đang thiết kế là sử dụng cho anh là kính sơn ốp bếp. Đó là kính sơn này thì hiện tại là bên công ty diễn đang thiết kế là màu xanh và màu xanh non. Đó, tổng thể một cái sản phẩm tủ bếp luôn nội thất cao cấp. Đó, và quý chị và các bạn đang xem video của diễn có nhu cầu muốn thi công lắp đặt một cái sản phẩm tủ bếp nhôm nội thất cửa nhôm cao cấp thì quý chị hãy bốc máy lên và alo cho diễn. Công ty diễn nhận thi công và lắp đặt trên toàn quốc mình nào. Hiện tại thì ở khu vực Hồ Chí Minh công ty diễn có chi nhánh tại đường Bùi Công Trần, Hóc Môn, Hồ Chí Minh, và miền Trung thì có chi nhánh tại đường Nguyễn Gia Thiểu, thành phố Huế. Đó là những cái địa chỉ công ty diễn là ủy quyền và sản xuất những các sản phẩm của nhôm cao cấp. Quý chị đang xem video, thấy video tuyệt vời hãy tặng diễn thông kính xin một like ở bên dưới. Quý chị nào mà chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký kênh ở bên dưới của diễn thông kính để không bỏ lỡ những cái video để chia sẻ cho quý chị những cái mẫu của bếp đẹp chất lượng như thế nào. Vâng, và vừa rồi thì quý chị xem diễn đã review cái sản phẩm tủ bếp nhôm nội thất sinh pha nhập khẩu tem đỏ Quảng Đông. Đó, và hiện tại thì tại thị trường Việt Nam thì công ty diễn là đơn vị ủy quyền được cung cấp nhôm thanh nội thất sinh pha nhập khẩu tem đỏ Quảng Đông. Đó, và quý vị có thể thấy là công ty diễn về những cái công hàng sản lượng rất là nhiều. Tất cả những cái sản phẩm bên công ty diễn cung cấp cái nhôm nội thất thì đều là hàng nhập khẩu tem đỏ Quảng Đông chính hãng quý vị nhé. Anh em thợ ở các tỉnh có nhu cầu muốn nhập nhôm nội thất sinh pha nhập khẩu tem đỏ Quảng Đông thì liên hệ tới diễn nhôm kính. Công ty diễn giao hàng toàn quốc quý vị nhé. Tất cả sản phẩm nhôm sinh pha nhập khẩu tem đỏ Quảng Đông thì ở trên cái đầu bó nhôm thì đều có nguồn gốc xuất xứ rất là rõ ràng. Anh em thợ trong nghề nhìn nhôm sinh pha nhập khẩu tem đỏ chính hãng là biết luôn. Tất cả những cái bọc, bao bì rồi tem dán ở đầu bó nhôm thông quan đều rất là rõ ràng quý vị nhá. Tìm đến diễn nhôm kính thì quý vị sẽ được sở hữu những cái sản phẩm nhôm sinh pha nhập khẩu, nhôm nội thất sinh pha nhập khẩu tem đỏ Quảng Đông chính hãng. Cảm ơn quý chị và các bạn đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ diễn nhôm kính. Hẹn gặp lại quý vị ở những video sau.
Xin chào quý vị.